Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của đài VTV. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình tin tức địa phương. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu tiên cho biết hủy bỏ khuyến cáo về cuồng phong tại Colorado. Nhà khí tượng quốc gia ban hành khuyến cáo về cuồng phong có hiệu lực đến 7 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 5 tại các khu vực thuộc vùng Tây Bắc quận Broward ở phía đông nam Colorado. Mặc dù sau đó khuyến cáo nói trên đã bị hủy bỏ, nhưng nhà khí tượng quốc gia cho biết vẫn có khả năng xảy ra mưa đá lớn, gió giật mạnh và cuồng phong nghiêm trọng trong khu vực. Nhà khí tượng quốc gia nói rằng khoảng 6 giờ 27 phút chiều hôm qua, một trận cuồng phong có thể xảy ra ở gần Wylie hoặc là cách phía bắc Lamar khoảng 7 dặm đang trên đường di chuyển về phía đông với vận tốc là 25 dặm một giờ. Dân chúng trong khu vực được khuyến cáo nên ở trong nhà hoặc nên đến tạm trú trong tầng hầm hoặc trong tầng thấp nhất một tòa nhà kiên cố. Những người đang lái xe ở ngoài đường phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Và tiếp theo, quận Arapaho đình chỉ quét đường vì thiếu nhân viên. Tình trạng thiếu nhân công tại quận Arapaho đang gây khó khăn trong việc lát đá và quét đường, đặc biệt là ở những khu vực chưa đông nhất của quận. Ông Jim Casero, giám đốc cơ quan giao thông của quận Arapaho cho biết rằng vì không đủ nhân sự ở quận Arapaho nên đưa ra một quyết định khó khăn, đó là đình chỉ việc quét đường. Trong thời điểm này, cơ quan vận tải thiếu 30% kỹ thuật viên đường bộ. Họ quyết định ưu tiên cho việc lát đá để bảo vệ một trong số những tài sản đắt giá nhất của quận. Các đội trước đây được chỉ định quét đường, nay sẽ phụ trách việc lát đá. Giám đốc Kasser nói rằng nếu không bảo dưỡng lề đường và vỉa hè theo đúng cách, thì việc duy trì trong tương lai càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Arapaho sẽ tiếp tục quét đường khi có thêm nhân công hoặc là sau khi các đội hoàn tất việc lát đá. Và quận này đang tích cực tuyển dụng nhân viên, đồng thời khuyến khích dân chúng ghi danh trực tiếp trên trang web của quận. Tin tiếp theo, hai người bị thương trong vụ nổ súng tại Denver. Một phát ngôn viên của nhà cảnh sát Denver cho biết, nhà chức trách đang truy nã kẻ đã nổ súng bắn hai người trước một thương nghiệp trên khu phố 1600 thuộc đại lộ West Avenue vào sáng ngày 1 tháng 5 vừa qua. Hai nạn nhân bị thương nghiêm trọng được đưa đến bệnh viện điều trị. Cảnh sát chưa công bố thêm thông tin về vụ nổ súng trên. Không biết liệu nạn nhân và nghi can có quen biết nhau hay không, hay chỉ là một vụ nổ súng ngẫu nhiên. Nhà cảnh sát Denver đang tiến hành điều tra để tìm nghi can. Tính đến 9 giờ 48 sáng ngày hôm qua, vẫn chưa có bất cứ nguồn tin nào khác. Nếu bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu, gọi cho đội hình sự Crime Stopper theo số điện thoại 720-913-7867 hoặc truy cập trên trang web metrodenvercrimestopper.com. Những người đưa tin được quyền ẩn danh. Nếu bản tin được sử dụng, họ có đủ điều kiện nhận phần thưởng trị giá là 2.000 Mỹ kim. Thông tin được cung cấp cho các nhà thực thi pháp luật và đội Crime Stoppers sẽ được thông báo sau khi kết thúc cuộc điều tra. Và tin nói về triển lãm của Trung tâm Y tế Anschutz cho thấy sự khác biệt trong việc chăm sóc người lớn tuổi, đồng tính và chuyển giới. Một cuộc triển lãm được trưng bày tại Trung tâm Y tế Anschutz thuộc Đại học Colorado ở thành phố Ouro cho thấy là sự khác biệt và chênh lệch trong việc chăm sóc người cao niên thuộc cộng đồng đồng tính chuyển giới, thưa quý vị. Và bà Carrie Kendrian, một nhà nghiên cứu và cũng là phó giáo sư tại trường y khoa, nhận được nhiều khoản tài trợ để thực hiện dự án có tiêu đề I2I, được trưng bày tại khu vực Vào Guinea dành cho đạo đức sinh học và nhân văn
tại khuôn viên của Trung tâm Y tế Andrews. Giáo sư Kendrian đã dành cả sự nghiệp y khoa của đời mình để nghiên cứu về việc chăm sóc sức khỏe cho những người cao niên, đặc biệt là cho cộng đồng đồng tính chuyển giới. Bà muốn đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc chăm sóc sức khỏe khi thảo luận cởi mở với bệnh nhân về những vấn đề liên quan đến từng người và cả những vấn đề nên tránh khi chăm sóc người đồng tính chuyển giới. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ước tính có 56% người trưởng thành đồng tính chuyển giới bị các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phân biệt đối xử. Những người chuyển giới bị đối xử không phù hợp với giới tính của họ. Con số thống kê cho thấy những điều khác biệt này lên đến là 70%. Theo lời giáo sư Kendrian, vấn đề lớn nhất đó là sự căng thẳng trong việc che giấu giới tính có thể khiến ai đó đánh mất 12 năm trong cuộc đời của họ. Điều này được đề cập đến trong một bài báo đăng trên tạp chí Harvard Medical từ 2 năm trước. Bà chia sẻ một số thống kê nghiên cứu cho các cộng đồng cao niên và cho các bệnh nhân nội trú, các bệnh viện để có thể thực hiện những cuộc trao đổi dẫn đến những biến chuyển có hiệu quả trong việc chăm sóc những người đồng tính chuyển giới khi họ đã cao tuổi. Và giáo sư Kendrian còn kêu gọi những người cao niên trong cộng đồng đồng tính chuyển giới sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của họ về bất kỳ chương trình y tế nào mà họ tìm kiếm. Bà liên lạc với gần 30 phụ nữ đồng tính chuyển giới trong độ tuổi từ 59 đến 85 để phỏng vấn và chụp hình của họ nhằm mục đích nhân cách hóa những vấn đề mà bà cho rằng thường không được tường trình. Nói về thời tiết hạn hán tại Colorado, tháng 4 là tháng nhiều gió nhất trong năm, thường xuất hiện dọc theo rặng núi Front Range tại Colorado. Nhưng năm nay thời tiết sẽ khắc nghiệt hơn bình thường. Lần đầu tiên trong vòng 20 năm, thành phố Denver không có tuyết. Điều này khiến cho tháng 4 năm 2022 trở thành tháng 4 hạn hán nhất tại Colorado. Khi cỏ bắt đầu xanh trên toàn tiểu bang, thì nhiều cư dân tự hỏi bao giờ là thời điểm tốt nhất để họ có thể bật hệ thống phun nước. Nhà thủy cục Denver khuyên dân chúng nên đợi cho đến sau đợt đóng băng cuối cùng vào ngày 5 tháng 5 mới nên bật hệ thống phun nước trong vườn nhà. Tuy nhiên thì các chuyên gia làm vườn tại Front Range nói rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để mở vòi phun nước. Nhà thủy cục Denver thông báo Colorado sẽ có thêm ít nhất một đêm dưới 30 độ có thể làm hư các đường ống và trên hoặc ở dưới mặt đất, khiến cho họ phải tốn kém vì chi phí sửa chữa cao và lãng phí nguồn nước, thưa quý vị. Trong khi đó thì những chuyên gia khác nói rằng tiểu bang Colorado không có khả năng chứng kiến một đợt đóng băng đủ lạnh có thể làm hư các đường ống nước đặt sâu khoảng 6 inch dưới mặt đất. Họ cho rằng hệ thống phun nước đang mở, chỉ cần đậy hộp ngăn chặn dòng nước chảy ngược trên mặt đất vào ban đêm có nhiệt độ dưới mức đóng băng. Họ cũng đồng ý rằng khi cỏ bắt đầu xanh là lúc cần tưới nước. Nhà thủy cục Denver khuyến nghị những người đang đợi mở hệ thống phun nước của họ ngay bây giờ nên dùng vòi tưới vườn tược, cây cỏ cũng như là những cây cổ thụ trong nhà của họ. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức địa phương hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Thân ái, kính chào.